lẹ lắm, không có gì phải lo ngại. Báo trước với mấy chị luôn là cái phim này có cái phần đoạn tát cỏ nhau đó, báo trước luôn. Thì bây giờ hỏi cái chuyện nó xảy ra như thế nào, hỏi em có sợ là bị ghen hay không, thì em báo trước là bà Harry có quầm trước em rồi, là cái phim mà 49 ngày 2 á là bà đã tát một cái phim trước em rồi. Thành thử ra khi mà người ta làm trước thì giờ mình phải làm lại thôi. Thành thử ra cô ấy không có lý do để ghen với tôi đó. Là cái thứ nhất là Harry với Trấn Thành đó là hai cái người rất là hiểu nhau trong công việc, tại vì tụi em cùng làm cái nghề này thì phải hiểu công việc là công việc, thấy không? Còn cái chuyện bé An Huy nó có cảm thấy An Huy hay không là chuyện của nó. Ừ, nói đi em. Bỏ lên, ôi dồi ôi, diễn viên. Thì sau cuộc test thì đây là một cơ hội mà chị được bỏ lên dự án đầu tiên của chị. Thế nên là trước đấy thì có một số tờ mời và một số dự án điện khác, nhưng mà thực ra là nó chưa phù hợp với tụi mình cho lắm. Và đến khi mà casting của các chị Quý và được chị Quý hướng dẫn thì chị